Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của giải áp thấp Tây Bắc Đông Nam kết hợp với xoáy thấp phân tích trên đang có xu hướng hoạt động mạnh dần, nên từ ngày hôm nay đến ngày 26 tháng 6 ở Bắc Bộ có mưa rào và rông trên diện rộng. Đặc biệt, khu vực miền núi và Trung Du tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rông mạnh, nhiều khả năng xảy ra lũ và lũ quét. Mực nước Thượng Lưu Sông Lô tại Hà Giang đang lên chậm. Lúc 14 giờ chiều ngày hôm nay, là 102,66 m, dưới báo động 3 là 0,34 m. Dự báo mực nước trên con sông này có khả năng sẽ đạt đỉnh lên mức báo động 3 là 1 m vào chiều tối nay, sau đó xuống chậm. Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 6 trên thượng lưu sông Đà, sông Thao sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ trên sông Đà và sông Thao đạt mức từ 2 đến 4 m. Đỉnh lũ sông Thao tại Yên Bái có khả năng đạt mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như Lai Châu, Sơn La, điện biên lào cai cao bằng bắc cạn yên bái hà giang và tuyên quang